The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Jimmy kính chào quý vị và mời quý khán giả cùng đến với chương trình Jimmy Show tuần này. Kính thưa quý vị, trong vườn hoa văn nghệ hải ngoại trong 45 năm qua, thì quý vị cũng thấy có những bông hoa rất là tươi sắc, rất là đẹp và rực rỡ. Những bông hoa ấy có thể là những tác phẩm mới, cũng có thể là những giọng ca mới mà chúng ta đã yêu thương. Nếu chúng ta thấy bông hoa ấy có đẹp đến đâu, thì chúng ta phải nghĩ ngay đến người ươm mầm và vun trồng những bông hoa, xem như là những bài hát, những giọng ca mới để đến gần với khán giả. Và người đã ươm mầm và vun trồng những bông hoa đẹp ấy chính là các trung tâm ban nhạc. Trong suốt 45 năm của người Việt hải ngoại, chúng ta thấy có rất nhiều những trung tâm ban nhạc đã hình thành và làm một nhịp cầu nối để giới thiệu từ khán thính giả đến gần với tác phẩm và cũng như đến gần với ca sĩ. Chẳng hạn như ngay từ buổi đầu tị nạn, chúng ta thấy có các trung tâm như là trung tâm Bốn Phương, Sóng Nhạc, rồi trung tâm Dạ Lan, Lê Minh Bằng, Isa, Thúy Nga Paris, trung tâm Thúy Anh Làng Văn, Giáng Ngọc v.v. Và một trong những trung tâm đã có hướng đi rất là rõ ràng ngay từ những tác phẩm đầu tiên, đó là chú trọng về mặt nghệ thuật cũng như giới thiệu những ca khúc, thính phòng và nhạc tiền chiến đến với khán thính giả, đó là trung tâm Diễm Xưa. Hôm nay, Jimmy rất là vui mừng để chào đón lần đầu tiên đến với Jimmy Show, giám đốc của trung tâm Diễm Xưa và cũng là một giọng ca của Sài Gòn thời Hoàng Ngọc Viễn Đông trước năm 75. Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Thái Xuân. Xin chào cô. Chào Jimmy. Xin kính chào quý thính giả yêu mến trung tâm Diễm Xưa. Tôi rất hân hạnh hôm nay được Jimmy mời đến để hỏi thăm và tâm tình với khán giả tâm tình của khán giả. Vâng, cô ơi, con nhớ là con gặp cô lần đầu mà cô cháu mình chụp một tấm hình kỷ niệm, đó là trong cái đêm, trong cái buổi tiếng hát Thái Hiền, Thái Thảo, Tú Ngọc ở Việt Báo. Đúng. Dạ. Và lần đó là cách đây cũng là 2 năm rồi. Jimmy nhớ lần đó Jimmy cũng có ngỏ ý mời cô, nhưng mà cô cũng suy nghĩ tới bây giờ mới nhận lời. Mắc cỡ. Cả ống kính. Dạ, thưa cô, khán giả nhớ đến cô với tên Thái Xuân là giám đốc của trung tâm Diễm Xưa. Nhưng mà Jimmy được biết là trước năm 75 cô cũng là một ca sĩ. Xin cô cho khán giả được biết là cơ duyên từ đâu cô đến với con đường ca hát. Cảm ơn Jimmy. Để nhớ lại cả một thời bé nhỏ thì lúc bắt đầu không có hát ở phòng trà trước nhất. Yeah. Mà Thái Xuân đi vào phòng 5, chiến tranh 5. Tâm lý Bộ Tổng Tham mưu. Yeah, Bộ Tổng Tham mưu ở Sài Gòn, ở Tân Sơn Nhất. Là đúng, dạ. Yeah.
Chứ không phải là hát phòng trà hay là khi vũ trường đầu tiên? Chưa, chưa. Dạ. Tại lúc đó mình mới đi ra dạ. mà không biết gì hết. Dạ. Thì làm ở trong đó thì kịch là có anh Ba Bé, có chị Xuân Dung. Dạ. Dạ. Và những ca sĩ của trẻ của cái thời đó. Dạ. Thì cái người mà trưởng ban mà về ca hát lại là ca sĩ Anh Ngọc. Ồ vậy hả? Ông là trưởng ban lo về dạy bảo và chỉ dẫn các ca sĩ. Thì lúc đó là mình đi hát để ủy lão các chiến sĩ ở các vùng như Pleiku, Ban Mê Thuột, có khi ra đến Huế. Ra Huế có một thời gian, cô ở ngoài Huế cũng vào khoảng 6 tháng. Ồ, để hát ở ngoài đó. Hát và ở đó rồi mình trình diễn, mình hát ở trên đài phát thanh luôn. Dạ. Rồi đi hát vòng vòng. Dạ. Ở đó là giai đoạn của những năm 50 không cô hay là 60? À, không. Đó là năm 1958. 58 rồi. Dạ, dạ. Tức là cô 18 tuổi. 18 tuổi. Dạ. Dạ. Thưa cô, nhắc đến cô thì Jimmy được thấy rất nhiều những hình ảnh đẹp của cô cùng với cô Trúc Mai, cô Kim Chi, nhiều lắm, cô Minh Tuyết nữa. Xin dạ. cô chia sẻ thêm về những người bạn văn nghệ của okay. mình. Ok. Thì mình làm ở trong chiến tranh tâm lý. Dạ. Được 1 năm. Dạ. Thì xin nghỉ việc. Đi ra ngoài rồi bắt đầu là đi hát ở phòng trà. Dạ. Phòng trà đầu tiên, nhà Mạnh Phát, ở đường Ngô Tùng Châu. Dạ. Phải là Việt Long không cô? Hay là không phải. Việt Long là của anh Đức Quỳnh. Ừ, dạ. Việt Long là sau. Đúng rồi. Thế là đầu tiên đó, dạ. tại vì hồi xưa lúc đó không có nhiều đâu. Ừ. Không có nhiều phòng trà. Thì dạ. mình bắt đầu mình hát ở đó. Ừ. Thì lúc đó hát ở đó thì có Lệ Thu. À, có Lệ dạ. Thu. Uh-huh. À, Lệ Thu, cô không nhớ thêm nữa. Dạ. Thế xong rồi mình mới một thời gian thì anh Đức Quỳnh bảo về hợp tác chung. Oh, okay. Thì đó là chỗ mà nghĩa là không biết là bao nhiêu ca sĩ đẹp của lúc đó. Xin lỗi. Mình nói tức là mình nói mình có mình ở trong đó à? Đúng rồi. Mà đúng vậy mà. Dạ, vâng. Thế thì có Thu Hương, Thùy Hương, Kim Chi, Mai Ngọc Khánh. Đó là những ca sĩ mà đẹp thời đó là có cô là cô Thu Hương, cô Thu Kim Hương. Chi. Chị Kim Chi. Dạ. Yeah. Kim Chi. Thì là rồi tụi này chơi thân với nhau là biết nhau từ đó. Yeah. Thì sau đó thì mình hát thường trực cho ở Đức Quỳnh, yeah. ở Việt Long. Thế nhưng mà thí dụ như là có đi hát ở Hòa Bình, chẳng hạn như là tới Hòa Bình hát 2-3 bài, nhiều ca sĩ lắm. Chạy show. Rồi chạy show, yeah. Về sau một thời gian thì không hát ở anh Quỳnh nữa, ở Việt Long nữa thì hát ở Đại Nam. Đại Nam sau Đại Nam thì mình đi qua Tabare. Có biết không? Dạ có con biết? Nghe thôi chứ con chưa biết. Dạ, dạ. Dạ. Đăng Sinh mà Tabare đó thì dàn nhạc của Philippines hay lắm. Dạ. Lớn. Dạ. Cô hát ở đó xong rồi cô hát về sau đó thì có hát Moulin Rouge. Là một cái phòng Đăng Sinh mà đẹp, một trong những cái đẹp. Yeah. Ở Căng Sen thì có hát chung có cô Minh Hiếu. Cô Minh Hiếu. Cô Minh Hiếu hát. Giai đoạn mà ký giả ngoại quốc người ta đến Sài Gòn, người ta vào những phòng trà, những khiêu vũ trường với yeah. những người đẹp như vậy thì người ta mệnh danh Sài Gòn là Hoàng Ngọc Viễn Đông là đúng rồi. Cô nào cũng trẻ hết. Yeah. Thế thì cô bắt đầu cái sự nghiệp mà đi hát ở ngoài á. Yeah. Thì anh Ngọc là người dẫn dắt cô đưa cô đi chỉ bảo và như lúc đó đó Jimmy không biết có biết không là mấy dạp hát đó
trước cái giờ mà chiếu phim á, người ta có mấy ca sĩ ra hát. Thì anh Ngọc hồi đó có lo về một cái chương trình như vậy. Thì có đưa mình lên hát ở đó là Dạp Thanh Bình. Dạp Thanh Bình. Có nghe nói. Phần nhiều anh Ngọc là người dẫn dắt mình lúc đầu. Và mình có được giới thiệu hát ở trên đài phát thanh. Ban của anh Hoàng Trọng. Mà thời điểm đó đó là cô hát những bài hát gì? Nhạc ngoại quốc hay nhạc Việt? Không, nhạc hát ở trên đài phát thanh á. Hát nhạc Việt. Hát nhạc Việt là tại vì đâu có hát nhạc ngoại quốc. Thì mình mà thâu live nhé. Chứ không có mà pre-tape đâu. Thâu live và hát mà hư là không có được hát đâu. Thành ra mình cũng hãnh diện được hát ở trên đó. Có hôm là hát thì đứng ở trong phòng thu là có chị Châu Hà, chị Minh Trang. Chị Minh Trang gật đầu, con bé này hát được. Những tên tuổi lớn của ca nhạc Việt Nam mình đó. Còn ở các khi phủ trường hay đăng sinh thì cô thường hát loại nhạc nào? Ở đăng sinh thì cô hát nhạc ngoại quốc. Nhạc Việt thì ít lắm, tại vì đăng sinh mà. Đúng rồi. Vậy làm thì lẽ nhiên là cái thời đó thì Put Your Head on My Shoulder. Rồi có những cái bài mà bài ý Nonolita, nhiều bài hay lắm. Đúng cô. Love Me With All Your Heart. Cô nhắc đến những phòng trà, những khi vũ trường đó, thì Jimmy đã có một cái hình ảnh này rất là quý. Xin khoe với quý vị là hình ảnh cô Thái Xuân đang đứng trên sân khấu. Đây không biết là phòng trà hay là khi vũ trường. Cái này là chắc là lúc chụp ở La Cigale. La Cigale là hát nhạc Pháp. Nhạc Pháp và nhạc Mỹ. Cảm ơn cô thật nhiều với những kỷ niệm này. Và sau một vài giây phút thương mại thì cô Thái Xuân sẽ trở lại cùng với quý vị. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Jimmy cảm ơn quý vị mọi chữ màn ảnh của đài và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với cô Thái Xuân. Thưa cô, lúc nãy cô có nhắc đến ông Anh Ngọc là một trong những giọng ca nam mà được khán thính giả rất là thương nhớ. Một giọng hát mà được nữ ca sĩ Quỳnh Giao trước đây mệnh danh là giọng ca trượng phu đó. Vậy thì con được biết hình như cô với ông Anh Ngọc cũng có cảm tình với nhau cái thời điểm đó phải không? Chuyện tình hai người ra sao? Anh Ngọc lớn hơn cô nhiều lắm, nhiều tuổi. Mà đẹp trai quá, đẹp trai nhất nước. Mà lại hát hay. Đến bây giờ mà lâu lâu cô có nghe những cái bài mà họ phát ở trên đây đó. Mà hát đồng ca thôi nhá. Mà cô cũng vẫn nhận giọng hát của anh Ngọc ở đằng sau rất là mạnh, hay. Mê tài tử, mê anh Ngọc. Không bỏ ra nghe tiếng ai xu mơ.
cho đời tôi yêu. Và anh Ngọc thì cũng đáp lại, và cô và anh Ngọc được ở với nhau và có một đứa, có một cháu, một cháu gái. Dạ. Yeah. Hình như là chị Ngọc Trâm. Đó là Ngọc Trâm. Thưa cô và thưa quý vị, là tối hôm qua là Jimmy soạn những cuốn băng để hôm nay đem là vào làm tài liệu đó. Thì Jimmy vô tình thấy một cuốn băng ghi là người mẫu ảnh là Ngọc Trâm. Đây, kính thưa quý vị, cuốn Diễm Xưa, hòa tấu Duy Cường, Đêm Nguyệt Cầm. Jimmy mới phát hiện ra cái người mẫu này là con của cô Thái Xuân và nam danh ca anh Ngọc. Rất là xinh. Dạ vâng. Vậy thì con nghe nói là có một thời gian sau đó thì cô lại qua bên Nhật Bản. Ok. Yeah. Đến 1962 thì Ngọc Trâm ra đời. Yeah. Thì sau 1962 thì tụi này có chuyện buồn lủng củng. Thành ra cuộc tình nữa. Nó bị giang dở. Thì tụi này xa nhau. Yeah. Xa nhau thì cô đi hát lại. Yeah. Thì cô khi cô đi hát lại 63 cho một tuổi, thì 63 cô đi hát lại được. Cô hát thì cũng là mấy cái nightclub. Thì một hôm cô hát ở hồi xưa nó gọi là Ice House, International House. Cô gặp một người pilot. Pilot. Rồi anh ấy làm việc ở đó, và hãng máy bay là TW làm cho World Airways. Thành ra bay được được ở Việt Nam. Và bay đi những thành phố như là Nhật, Hồng Kông, Bangkok, Philippines. Đó tức là tất cả miền Đông Nam Á. Đó là cái nhân duyên, cái cuộc tình thứ hai của cô. Thì cô lấy chồng lần thứ hai là 1966 67. Cô đi Nhật. Cô đi Nhật tại vì hãng rời anh ấy về bên đó. Thế là vì cô đi Nhật thì Trâm á mới có 3 tuổi thôi. Trâm không có nói tiếng tiếng Mỹ. Cũng không nói tiếng Nhật. Nên khi mà qua Nhật đi học mẫu giáo. Người ta nói bà chịu khó nói tiếng Mỹ với cháu. Bà không nói được tiếng Nhật, nhưng mà tại vì chúng tôi ở đây dạy tiếng Mỹ. Ra cháu nó ít nói tiếng Việt. Trâm ít nói từ hồi bé rồi. Hồi bé. Yeah. Thì cái đó hơi hơi sai. Không có nên. Mình chính là về nhà mình cũng vẫn còn nói, nhưng mà mình muốn cho cháu nó học giỏi. Nó nói. Yeah. Thì đấy là lý do mà mình đi Nhật. Ở 8 năm. Thì 8 năm đó lâu lâu đó mình có về Việt Nam chơi. Chứ không có hát? Không. Mà sau 66 là La Cigale là cái chót. Là nơi chót mình hát. Thì mình ngừng. Và Ai Sao đó. Thời gian trước đó khi cô còn đi hát ở Sài Gòn đó, cô có thâu âm, thâu dĩa gì không thưa cô? Không. Nhưng mà cô hát đài truyền hình. Cô nhớ có lần cô hát I saw you standing there, cục Beatles, ông nội ơi. Có ban nhạc, trong đó là có Tuấn Ngọc, Tùng Giang, này kia, đứng và đánh đờn cho cô ở trên đài truyền hình. Thì đó là làm mình. Nhưng mà cái lúc cô đi đó, thì lúc đó không có thay ở thâu băng nhiều. Đúng rồi thưa cô. 66. Thưa cô, trước đây đó con có phỏng vấn cô Trúc Mai. Thì cô có nhắc là khi 30 tháng 4 75 ập tới thì nhờ cô mà cô Trúc Mai, gia đình và cùng một số các bạn nữa được ra hải ngoại trong đợt đầu di tản. Thì xin cô nhắc lại một chút xíu kỷ niệm cái thời điểm mà 75 đó. Đó cũng là một cái kỷ niệm mà
mình cũng khó quên. Yeah. Là tại vì cái lúc đó là tháng tư, yeah, đầu tháng tư, yeah, tháng ba, tháng tư ở bên Nhật, thì cứ nghe nói là mình mất cái thành phố này, mất thành phố kia, cô cũng lo lắm. Yeah. Có một cái là tại vì trước đó đó là ông cụ 75, Tết đó, Tết 75 thì ông cụ mất. Là bố cô? Dạ. Yeah. Ok. Thành ra lúc đó mình không có, năm đó mình không về nhà ăn Tết. Đến khi mà cái tháng 4, tháng 3, tháng 4 ở bên Nhật nghe tin như vậy, thì cô có nói với lại ông chồng. Yeah. Trâm lúc đó là cũng vào khoảng 75 thì Trâm là 8 tuổi gì đó. Yeah. Yeah. Ở nhà cô bảo là cô muốn đi về để xem có chuyện sao, tình hình gì, thì cô cũng không có biết gì hết. Yeah. Thì khi cô về thì cô gặp đi tới phi trường Tân Sơn Nhất thì gặp ông station manager. Yeah. Ông là người Việt Nam. Thế thì ông mới báo cho biết là tình hình khẩn cấp lắm. Tụi tôi đó là ông chủ là ông Daily. Ông bắt nghĩa là tụi này phải, tôi phải lo thu xếp cho tất cả các nhân viên. Nhân viên di tản. Yeah. Thì cô mới nói chết, như vậy thì giúp cho mình để mình đưa gia đình hay là bạn bè để đi được không, thì ông bảo ok. Yeah. Nhưng mà nếu mà lúc mà tôi không có ở đây hay cái gì thì có một người, ông đó là ông Major, người Mỹ. Yeah. Ông cũng in charge. Như vậy. Yeah. Ông cũng lo về cho những nhân viên của Mỹ. Yeah. Và gia đình đi. Thì đó, nhờ như vậy mà cô mới về Sài Gòn. Đi vào Sài Gòn cô lùng hết, gặp bạn bè ai cũng hỏi đi không. Ai mình cũng hỏi đi hết. Yeah. Thì nhờ vậy mà các cô đó được đi trong đợt di tản đầu tiên. Dạ. Dạ. Mà được đi. Dạ. Đi mà không có phải vượt biên sau này. Dạ. Thưa cô, trong thời gian năm 75 tới năm 80 thì con được biết là cô ở San Phan thì phải. San Francisco, Berkeley phải không con? Khi mà 175 đó. Dạ. Ở bên Nhật đó. Dạ. Bên Nhật là mình lại đi về San Francisco. À. Tại vì cái base người ta lại dọn đi về ở Oakland. Cái hãng. Yeah. Cái hãng mà cái văn phòng và tất cả máy bay đều ở Oakland. Dạ. Yeah, vâng. Thì cô đi về thì cô ở Công Cọt. Dạ. Cô ở Công Cọt. Dạ. Vì vậy cho nên ngày đầu mà đi trở về thì cũng vui lắm. Yeah. Đi về Mỹ. Mặc dù là trước đó cô có đi qua Mỹ rồi. Đúng rồi, có cái trước đó là cô nghĩ cũng vào khoảng 6-7 năm trước đó, cô về để xin vào quốc tịch Mỹ. Ồ, là trước 75 rồi, là cô đã có xin quốc tịch rồi. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Okay. Trước 75 tức là cô lấy chồng rồi cô ở bên Nhật 67. 67 thì vào khoảng 68 gì đó, 68, yeah, 69 cô về để làm cái naturalization. Dạ. Yeah. Yeah. Năm 75 khi cô qua bên Mỹ lại bên này đó, thì cô có đi hát trở lại hay không? Không. Okay. Cô không đi hát. Yeah. Nhưng mà ban Uptide đó. Yeah. Ở San Francisco. Thế thì cô lại cũng có quen với một cái tiệm cái nightclub tên là Toraji. Của một người người Nhật hay là người Tàu gì đó. Thế thì rồi cái tụi này mới dẫn nhau tới đó. Rồi rồi ban Uptide hát ở đó. Thế là là sinh hoạt văn nghệ trở lại. Dạ. Trong những đó, năm đầu ban Uptide. Dạ. Trong đó là tất cả. Đúng. Nói nếu mà you ever có bao giờ nói chuyện cô Khánh Hà. Dạ có. Nhắc về cái club đó. Là cũng là có cô ở trong đó giúp cái buổi đầu đó. Dạ. 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 Cảm ơn cô với những kỷ niệm này. Và sau một vài giây phút thương mại thì cô Thái Xuân sẽ trở lại cùng với quý vị. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping.
Jimmy cảm ơn quý vị vẫn chữ màn ảnh của đài và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với cô Thái Xuân. Thưa cô, trong cái phần đầu con nghe cô chia sẻ về phòng trà Việt Long đúng không cô? Là nơi là cô hát. Có rất nhiều những ca sĩ vừa trẻ trung vừa xinh đẹp ở đó. Thì hình như có một cô ca sĩ mà cô cũng hôm nay cũng muốn nhắc đến. Đó là cô nào cô? Cô nhớ lại là mình quên người em yêu dấu, cô Thanh Thúy. Mà trong đó mình cũng nhớ là có Thùy Nhiên cũng có hát ở đó. Hồi nãy có nói cô Thùy Hương không? Dạ, hình như chưa. Dạ, có cô Thùy Hương nữa. Dạ, Thùy Hương. Đó là những người đẹp của Sài Gòn của chúng ta ngày xưa. Thưa cô, khi mà qua hải ngoại thì tiếp nối phần trước đó, thì trung tâm Diễm Xưa được thành lập trong hoàn cảnh như thế nào và tại sao cô lại đặt là Diễm Xưa? Ok. Đến khi mà cô ở San Francisco 5 năm, thì cô bị allergy. Ở trên đó đồi núi nhiều, pollen, thành ra cô bị allergy. Đó là 8 tháng một năm đó là cứ trích thuốc và uống thuốc. Nó là người nó cứ lười nhừ thì ông chồng mới bảo là thôi mình đi xuống miền Nam. Miền Nam nó đồng bằng. Thế thì dọn xuống 1980. 1980 dọn xuống thì cô ở Costa Mesa. Em cô lúc đó cậu em là làm địa ốc rồi. Rồi cũng có được good cuộc sống cũng tốt. Thế thì 1980 đến khi 1983 thì cô có mua một cái nightclub. Cô có mua một cái nightclub ở La Mirada Mall. Lớn lắm, đẹp lắm. Cái nightclub đó có Guo Entertainment. Tất cả là tức là có ca hát. Có được DJ nghệ đầm, nhà hàng và rượu mạnh. Tức là all permit mà mình phải dùng. Thế thì trong khoảng một thời gian đó thì cô có đi một cái dancing ở dưới này. Bây giờ cô quên mất rồi mà nó ở đường beach. Phải tự do không? Tự do, ok. Thì bà chủ đó có ban nhạc là của Duy Cường. Ban nhạc là Dreamer phải không? Duy Cường thì hôm đó cô lại chơi, cô thấy Duy Cường đờn bài của Chris Claremont đó. Hay lắm, nghĩa là đờn nghĩa là cô nói ôi trời, bao nhiêu năm mà bây giờ nghe lại Duy Cường đờn hay mà mới quá. Thế thì cô mới về sau cô mới nói chuyện với Cường. Cô mới nói chuyện với Cường thì Cường mới nói thì chị làm nhạc đi. Em làm nhạc như vậy cho chị nghe. Thì sự thật đó, cô cũng không có biết nhiều tại vì khi cô mới xuống cô với lại khi mà cô lại có cái nhà hàng cô ít thì cô có gặp Phạm Ngọc Sơn. Chú Phạm Ngọc Sơn. Cô gặp Phạm Ngọc Sơn thì anh mới mới cũng nói là đúng rồi, Cường nói như vậy thì Thái Xuân nên làm nhạc. Mình bảo làm nhạc làm sao mình không biết. Thế thì mới bảo ra thì mình mở một trung tâm ban nhạc. Thì đó là cái ý kiến của Cường và Phạm Ngọc Sơn. Anh Sơn á, thì anh quen biết, anh biết nhiều nhạc. Nhớ, tại vì cô đi từ 66, cô không, cô mất liên lạc nhiều lắm. Mình mới nói ok, làm thì làm, thì em làm nhưng mà mình nói với Duy Cường, nhưng mà chị muốn em hòa âm là giống như là Mantovani. Chứ chị không có muốn Việt Nam quá. Tại vì chị thích muốn trở lại nhớ lại như hồi xưa mình ở Việt Nam có ban nhạc tiếng tơ đồng toàn là đàn dây mà hay như vậy, mà muốn ngả về classic cũng được. Cô nói như vậy. Tại đó là cái yêu mến
và cô muốn như vậy. Ừ. Thế thì Cường nói ok, em sẽ làm cho chị và chị sẽ happy, chị thích. Thế thì anh Sơn nói vậy thì mình bắt đầu, thì anh Sơn mới lựa bài đưa cho mình để mình coi, xong rồi mình tuyển ra những cái bài mình thích nhất. Rồi bây giờ đến cái tại sao mà đặt tên trung tâm, chọn đặt tên trung tâm thì anh Sơn anh mới nói mình đặt Diễm Xưa. Cái đó là ý của anh Sơn, của bác Phạm Ngọc Sơn. Anh Sơn nói mình đặt Diễm Xưa, mình nói tại sao, và tới cái bài Diễm Xưa nổi tiếng. Mà xin mở một dấu ngoặc là chú phải gọi là bác mới đúng. Bác Phạm Ngọc Sơn đây đó hình như là anh ruột của nữ ca sĩ Khánh Ly. Anh thứ nhì của Khánh Ly. Dạ vâng. Và Ngọc Anh. Dạ. Đúng rồi. Người chị là chị Yến. Dạ đúng. Dạ. Dạ. Cho nên là cuốn băng đầu tiên là cũng với tiếng hát Khánh Ly phải không cô? Chính ra đầu tiên, tại vì khi mà mình làm CD lại thì nó khác. Đúng rồi. Nhưng mà đầu tiên đó là Dấu Vết Tình Ta. Dấu Vết Tình Ta. Dấu Vết Tình Ta là cái mà chính ra là cũng cái đó cũng là tái bản. Nó không đúng, thì hôm nào cô sẽ đưa cái hình mà 6 ca sĩ. Bây giờ đợi một chút xíu nha. Đây. Dạ. Cũng này. Đó. Thì đó, đó là đầu tiên. Nhiều người cũng nói không có trang trọng. Nhưng mà anh Sơn mới nói mình làm đẹp mà cái này coi nó xinh như vậy. Chứ đâu không cần phải một cái mặt không. Đúng rồi. Thì đó là lời của những người mà ở bên ngoài người ta nói thế thôi. Nhưng mà đây là cô nhắc lại. Thì anh Sơn anh bảo nhất định là mình giữ như vậy. Trong đây là 6 ca sĩ này thì là cô Khánh Ly, chị Khánh Hà, cô Ngọc Minh, Thái Hiền, cô Mai Hương, cô Lệ Thu. Mà một tất cả những bài trong đó các cô đều trình diễn hát rất hay. Đúng. Lệ Thu tuyệt vời. Và trong Khánh Ly. Cô Khánh Ly cũng quá hay trong đây. Trong đây cô Khánh Ly có hát hai bài là Dấu Tình Sầu và Niệm Khúc Cuối. Dấu Tình Sầu. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Và cô cũng là người đọc cũng cảm ơn cô lắm. Cô cũng cảm ơn Khánh Ly để dành cho cô. Rồi đến khi mà Khánh Ly để dành được cái bài Dấu Tình Sầu thì rồi Khánh Ly lại để dành cho cô cái CD cô xin hát mà một mình. Cô Khánh Ly thương một người. Là cuốn cũng thương một người đấy. Thương một người. Thì cô cũng cảm ơn cô lắm. Cuộc tình nào đã đi qua đời ta, bởi mặt nước muôn đời phẳng lặng nên chẳng ai thấy được bóng chim in dưới đáy hồ sâu, chẳng ai nghe được trong tiếng xào xạc của lau lách ven hồ có tiếng thở dài tiếc thương những ngày vui ngắn ngủi. Trời còn vương nắng để gió đi tìm vết bước chân em qua bao nhiêu lần, lời dù đan ngón tay buồn ngàn năm cho giá băng hồn, tuổi gầy nông lên màu mắt trời còn mây tím để làm. Thưa cô, nhắc đến cuốn Dấu Vết Tình Ta này đó, thì trong cuốn này thì con và cũng như là những người bạn yêu nhạc rất là thích bài Nỗi Niềm với tiếng hát Ngọc Minh nhất. Không ai, cô đúng là cô kể lể hay quá. Bây giờ mình nghe lại, mình lẽ dĩ nhiên những ca sĩ khác có những cái phần hay đúng rồi của người ta, nhưng mà Ngọc Minh hát như là kể lể của như mấy ông ca sĩ Mỹ đó. Chẳng hạn cô nói thí dụ thôi, là ông Nat King Cole, ông nói, ông hát như ông nói. Đúng rồi, thưa thì cô. Ngọc Minh Nỗi Niềm. Mình luôn luôn là cô cứ đưa lên Facebook Nỗi Niềm em ơi. Sương khuya hoen đôi mắt biếc sau khi chia ly hôn anh một lần vội vàng, làm chiều không đi
trên mây tím ngắn. Anh ơi đêm nay em nghe trong vắng buồn tênh. Từng ngày trôi qua tim em héo cô hát như đúng là nỗi niềm của cô Ngọc Minh vậy đó. Hay quá. Dạ. Yeah. Yeah. Lệ Thu Lệ Thu cũng hay. Cô Lệ Thu trong đây thì cô hát bài Tình Xa và Tiết Thu. À, tức là bài Tình Khúc Mùa Đông đó. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Bài đó đầu tiên nó không ai biết là Tình Khúc Mùa Đông, nhưng mà Lệ Thu hai bài xuất sắc, bài nào các ca sĩ đều xuất sắc hết. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Và đặc biệt hơn là cái chủ đề Dấu Vết Tình Ta. Tại sao là lại đặt Dấu Vết Tình Ta thưa cô? Hỏi anh Sơn. Mà không biết bây giờ bác Phạm Ngọc Sơn đâu rồi? Anh ấy mất cách đây mấy năm. Dạ, dạ. Dạ. Có thể là vì nói là để mà kỷ niệm Dấu Vết Tình Ta. Thành ra mới có. Anh ấy rất là... một người rất nghệ sĩ tính. Đúng rồi. Và thơ mộng lắm. Dạ. Yeah. Yeah. Xem như cuốn băng đầu tiên của Diễm Sư là phát hành năm 1985. Cô ra mắt ở trên cái chỗ, cái nhà hàng của cô. Dạ. Yeah. Có anh nhạc sĩ Ngọc Tránh cũng có đến. Dạ. Yeah. Và một số nghệ sĩ nhà báo. Dạ. Yeah. Có tới đó. Dạ. Yeah. Yeah. 1985 mà yeah. Năm nay là 2020. Là cũng đánh dấu 35 năm Trung Tâm Diễm Xưa. Một thời gian cũng tương đối dài, nhưng mà cũng phải nói rằng Trung Tâm Diễm Xưa đã cung cấp và cũng như tặng cho khán thính giả rất nhiều những đóa hoa đẹp trong vườn hoa nghệ thuật. Xin thay mặt khán giả cảm ơn cô. Và sau một vài giây phút thương mại thì cô Thái Xuân sẽ trở lại cùng với quý vị. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Jimmy cảm ơn quý vị và chị màn ảnh của đài, và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với cô Thái Xuân là giám đốc của Trung Tâm Diễm Xưa. Thưa cô, nhắc đến những cuốn băng của Diễm Xưa thì phải nhắc đến những cuốn băng Thái Thanh Hải Ngoại. Xin cô cho khán giả được biết là cơ duyên từ đâu mà tiếng hát Thái Thanh và Trung Tâm Diễm Xưa đã cộng tác ngay từ ngày đầu cô Thái Thanh vừa mới qua đây. Cảm ơn Jimmy cho mình được nói chuyện về nữ danh ca Thái Thanh. Yeah. Giọng ca, tiếng hát vượt thời gian. Và tôi cũng hãnh diện là được chị đã gặp những cái ngày chị mới đến Mỹ. Yeah. Và chị đã đồng ý hợp tác độc quyền để cho Trung Tâm Diễm Xưa được thâu băng. Yeah. Và được quay video cho chị. Yeah. lo lắng cho cái phần về những cái phần mà trình diễn những cái show về sau của chị. Yeah. cái ngày mà đầu tiên gặp thì vui lắm, mà mình biết cái bài ngày xưa Hoàng Thị là ngày mình yêu bài mình yêu mến cái lúc mình còn nhỏ đi học, thành ra đó là cái cơ duyên mà mình cả đời mình sẽ cảm ơn chị đã cho mình được um,
Không xin biết lỗi cô rất là xúc động khi mà nhớ về cô Thái Thanh. Bởi vì kính thưa quý vị, là nữ danh ca Thái Thanh thì cũng mới qua đời hồi tháng 3 vừa rồi, để lại trong lòng khán thính giả rất nhiều những cái niềm thương nhớ về một giọng hát mà chúng ta gọi là vượt thời gian. Trồng khoai nuôi con đánh giặc đêm ngày, cho dù áo rách sờn vai cơm ăn bát vơi bát đầy, họ ơi họ họ mà nhắc đến tiếng hát Thái Thanh mà thời hải ngoại thì phải nhắc đến trung tâm Diễm Xưa, bởi vì trung tâm Diễm Xưa là trung tâm đã thâu băng tiếng hát Thái Thanh nhiều nhất và cũng là thâu hình nhiều nhất cho tiếng hát Thái Thanh. Chẳng hạn như Jimmy còn giữ cuốn Ngày Xưa Hoàng Thị đây. Đầu tiên, thưa cô, con cũng được biết là cô Thái Thanh cũng rất là kỹ trong cái vấn đề mà chọn bài bản hay là chọn trung tâm để cộng tác. Thì vậy thì cái bước đầu đó có khó khăn gì không thưa cô với Diễm Xưa? Không, là tại vì cô Thái Thanh rất là dễ giải về vấn đề, mà tại vì như là mình thích bản này thì mình bảo là ồ chị ơi em thích bài đó, thì chị bảo ơ chị cũng thế, chị cũng thích, thâu đi em bài đó đi. Thế thì vì vậy cho nên hai chị em lúc nào cũng đều hợp tác rất là chặt chẽ, vui vẻ và chặt chẽ. Con thấy là tới 4 cuốn bằng tiếng hát Thái Thanh hải ngoại, 5 cuốn hay là 4 cuốn? 5 cuốn. Cái Ngày Xưa Hoàng Thị. Thì sau cái Ngày Xưa Hoàng Thị thì Phạm Ngọc Sơn đi làm ở trên San Francisco. Thì bắt đầu sau đó trở đi thì là cô tự lo hết. Là cô phải tuyển tập bài và đưa bài cho Duy Cường. Cô có một mình cô thôi, one man show. Nhưng mà I love it. Cô làm việc với tất cả những cái đam mê, say mê cho âm nhạc, và cô muốn là phải y như ý của cô muốn. Thì cô nhớ là cái này là cuốn số 1. Hai, Quê Hương và Kỷ Niệm. Quê Hương và Kỷ Niệm. Thì là cái CD đó chị Thanh đề nghị là nếu mà mình hát quê hương đó thì nó rất là buồn. Thành ra em nên có những cái bài mà tươi vui ở trong đó. Thì chính ra là cái bài cô thì cô thích nhạc buồn. Nhạc buồn nó không phải là nó buồn, nhưng mà là để cho mình nhớ quê hương. Cô nhớ nhà thơ Nguyên Sa lúc đó cũng nói câu buồn quá cô Xuân ơi. Nhưng mà hay. Đúng. Thì cái bài Kỷ Niệm là bài mà chị Thanh rất yêu. Chị Thanh bảo là mình nên quê hương và kỷ niệm. Là cô Thái Thanh chọn. Đó là ý của chị Thanh. Và trong cái cuốn số 2 đó còn rất yêu bài Tình Ca với tiếng hát của cô Thái Thanh và hòa âm của anh Duy Cường. Lạ. Rất hay. Thưa cô, khi mà cô Thái Thanh qua hải ngoại này đó, thì con cũng được biết là trung tâm Diễm Xưa cũng đã tổ chức những buổi ra mắt lần đầu tiên cho khán giả hải ngoại được nghe tiếng hát Thái Thanh
với chủ đề là Thái Thanh hát cho người vượt biển. Tại sao mà cô lại đặt những cái buổi đó là hát cho người vượt biển? Cô đặt hay là cô Thái Thanh đặt hay ai? Dạ không, cái đó là cũng là cái thời gian đó. Dạ. Yeah. Là cái phong trào. Phong trào người Việt bên vẫn còn. Dạ. Yeah. Mà cô Thanh những 10 năm sau mới qua hải ngoại để đoàn tụ gia đình. Yeah. Thì nghĩ ra cái đề tài đó cũng khó khăn lắm. Dạ. Yeah. Thế thì tụi này mới nhất định là tại vì ở dưới này thì lúc đó chưa có rạp lớn. Dạ. Yeah. Thành ra phải lên trên Hollywood. Dạ. Yeah. Dạ, yeah, cái đó hình như là Palladium. Palladium. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Thành ra buổi trình diễn rất là thành công. Đông, tất cả thính giả mà ở dưới quận Cam là đều đi lên. Đúng rồi. Tại vì lần đầu tiên được nhìn lại thấy cô hình ảnh của Thái Thanh. Dạ đúng rồi. Thành ra ai đông lắm, vui dạ. lắm. Dạ. Thì cái video đó có quay. À, có là... quay cái buổi video đó. À, có quay cái buổi trình diễn đó. Trình diễn đó. Dạ. Có phải là bây giờ con thấy ở trên YouTube có không cô? Là nhiều người ta post những cái video đó đó. Dạ, yeah, đúng vậy. Cái, yeah, cái video đó khi mà quay xong thì lúc đó đó cô có làm việc với lại anh Lương Văn Tỷ. Trường hình Văn Nghệ Việt Nam. Và trường hình Văn Nghệ. Thì anh ấy có hệ thống phát hành video. À. Thì mình mới nói anh ấy, anh phát hành hộ đi. Okay. Yeah. Thì đó là cái video mà bây giờ mình thấy cũng có nhiều người người ta post, post lên, yeah. Yeah. Thì cũng rất là hay, người ta thích lắm. Thính giả mà còn lại đó, thính giả mà được xem bây giờ ai cũng rất là thích, là tại vì hình ảnh của cô lúc đó đẹp quá. Đúng rồi. Và lạ lắm. Đúng rồi. Cô lúc đó cô design áo cho cô Thái Thanh như là một diva. Đúng. Mặc một cái áo khoác bên ngoài. Dạ, coi sang mà. Và có lóng lánh cao, trên... dạ, dạ. Cao nữa thành ra, dạ, đẹp quá. Đúng. Đẹp đúng lắm. Dạ. Cô chỉ có một cái ý nghĩ là, dạ, cô cũng rất cảm ơn mọi người đều post những cái video bài đó, đó lên, những video lên. Nhưng mà người ta không có post là cái đó là bài đó. Từ đâu? Từ cô Thái Thanh ngày đầu quay, được quay ở trên Hollywood. Yeah. Và cái ý nghĩa của cái buổi hát hôm đó. Yeah. Như vậy đó thì mình vui hơn. Đúng rồi thưa cô. Yeah. Là bởi vì nhiều người bạn trẻ hoặc là nhiều người không biết, người ta có cái tài liệu đó, người ta post lên. Nhưng mà chính thực là Trung tâm Diễm Xưa với cô Thái Xuân là người đã tổ chức những cái buổi văn nghệ đầu tiên của cô Thái Thanh ở hải ngoại, là Thái Thanh hát cho người vượt biển, với ý nghĩa đẹp như vậy. Và cho nên nếu sau này nếu quý vị có post hay là những người nào có post thì nên ghi một cái dòng chữ là lần đầu tiên ra mắt cô Thái Thanh ở hải ngoại do Trung tâm Diễm Xưa tổ chức với cái chủ đề là Thái Thanh hát cho người vượt biển. Và sau đó con được biết là còn tổ chức ở đâu gần đây nè, phải không cô? Buổi thứ hai. Cái năm sau nữa thì tổ chức một đêm nữa ở Disneyland. Yeah. Disneyland Stage. Yeah. Thì cũng có rất nhiều, cũng có Dreamer, có Duy Quang. Đúng. Có nữ ca sĩ Khánh Ly. Cô Khánh Ly. Yeah. Được hân hạnh có Khánh Ly đến. Và chính Khánh Ly là người giới thiệu của Thái Thanh hôm đó. MC đó. Hay quá. Yeah. Thì vẫn cái hôm đó cũng có quay lại đó. Dạ cũng đúng rồi quay cô. Lại. Dạ. Thưa quý vị, 10 năm mất
là 10 năm. Mong có ngày hôm nay. Thái Thanh cảm động vô cùng khi nghĩ rằng mình còn được đứng đây trước quý vị. Năm nay là cái Tết đầu tiên Thái Thanh có cái may mắn riêng là được đoàn tụ gia đình, và cái may mắn to lớn chung đối với Thái Thanh là được hội ngộ cùng quý vị. Thưa cô, sau này con thấy là hình như là trung tâm Diễm Xưa khoảng năm 93-94 cũng dự định làm một cuốn băng về cuộc đời của Thái Thanh, phải không cô? Cũng đi quay ngoại cảnh hay gì nhiều lắm. À, video. Đúng rồi. À, có. Cô có quay. Hồi xưa cô có một cái studio. Xong rồi Charlie Nguyễn là đạo diễn và làm việc cho cô cái thời gian đó. Thì cô có thuê một cái building lớn lắm. Thì các cậu ấy làm một cái set, một cái stage. Thành ra có vài bản, có 8 bài được quay ở trong studio đó. Và cô có nhờ Đinh Anh Dũng quay 4 bài. Hay lắm. Đúng. 4 bài. Mà có phát hành chưa cô? Chưa. Tại sao vậy? Cái đó là một tài liệu quý. Cô đáng lẽ là cô phát hành thì là cô phát hành trước khi mà cô retire. Nhưng mà rồi cô mệt, rồi cô bận, rồi này kia, rồi cô vẫn chưa, bây giờ vẫn còn nằm ở trong tủ gia đình. Cho nên, nhưng mà đó là một cái kỷ niệm cái quý giá. Đúng rồi, thưa cô. Cô cũng chưa biết, tính làm gì. Thưa cô, nhắc đến trung tâm Diễm Xưa thì đã thực hiện cho cô Thái Thanh rất nhiều những cuốn băng nhạc giá trị. Từ ngày xưa Hoàng Thị là cuốn đầu tiên, rồi cuốn thứ hai là Quê Hương và Kỷ Niệm, cuốn thứ ba là Đêm Màu Hồng với các thành viên trong gia đình của cô Thái Thanh, có chị Lan, có chị Quỳnh Hương đó. Cái cuốn đó cũng vui. Vui. Lúc đó ý là mới bắt đầu thôi. Chưa có đi hát nhiều. Thì Ý Lan lúc đó đang có bầu. thành ra sau cái CD đó thì Ý Lan bắt đầu đi hát nhiều. Đúng. Thì cô thâu nhiều. Đây, bài đầu tiên là Lan solo ở trong đó. Và song ca với lại mẹ mấy bài hay quá. Rất là kỷ niệm. Hay quá. Về đây nghe em. Về đây nghe em. Anh đã quên mùa thu. Hay quá. Nhắc đến cô và nhắc đến trung tâm Diễm Xưa, như con nói lúc đầu đó, là một cái bệ phóng để giúp cho những tiếng hát thời điểm đó là những tiếng hát trẻ, những tiếng hát mới, nhưng mà bây giờ là trở thành những tiếng hát thần tượng của ngày hôm nay. Thì cho nên chúng ta sẽ còn gặp lại cô Thái Xuân thêm một phần thứ hai nữa để cô nói thêm về những lần gặp gỡ và cũng như là sự cộng tác với nam ca sĩ Vũ Khanh nè, ca sĩ Y Lan và cũng như những ca sĩ sau này như là Hoàng Nam, là cũng là từ Diễm Xưa mà ra. Cho nên cảm ơn quý vị đã theo dõi và chúng ta sẽ gặp lại nữ ca sĩ Thái Xuân trong phần 2. Cảm ơn quý vị. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping.